Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022. Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố vừa phối hợp với trường Trung học cơ sở Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, công ty Honda tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2022-2023. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được nghe thông tin về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua, những hậu quả do tai nạn giao thông, truyền đạt kiến thức cơ bản về luật an toàn giao thông, trang bị một số kiến thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, điều khiển xe đạp điện và ngồi sau xe máy, sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên và cách phòng tránh. Thông qua buổi tuyên truyền, không chỉ mang đến những bài học cụ thể về an toàn giao thông cho các em học sinh, mà chính các em sẽ lại là những tuyên truyền viên tích cực, giúp những người trong gia đình cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chung tay cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông. Mặc dù xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh đã bị cấm lưu hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, tuy nhiên trên thực tế tại nhiều địa phương, nhiều tuyến đường vẫn thấy có rất nhiều xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh hoạt động gây mất an toàn giao thông. Với thiết kế sơ sài, có xe không đăng ký quản lý, không qua kiểm định của cơ quan chuyên môn, nên khi lưu thông trên đường, loại xe này thường gây ra sự nguy hiểm rất lớn cho người và các phương tiện tham gia giao thông khác. Các loại xe tự chế 3 bánh để chở vật liệu xây dựng hoạt động tại nhiều huyện Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Ân Thi, Khói Châu, Phù Cừ, Kim Động, thành phố Hưng Yên. Những phương tiện này đều là xe tự chế từ xe mô tô, đầu máy nổ, chế thành xe kéo, công nông, không đèn, không xi nhan và không gương. Các bộ phận như chân ga phanh, vô lăng, cần số, thùng chở hàng đều được thiết kế sơ sài, không qua kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng. Chính vì vậy, loại xe này tiềm ẩn những nguy cơ khó lường khi tham gia giao thông. Tại các vùng nông thôn, tình trạng xe công nông, xe tự chế vẫn diễn biến phức tạp. Xe tự chế thì cũng nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nó chở công cành quá mà có các cái bảo hộ ở đằng sau. Theo như em được biết thì là cơ quan nhà nước là cấm không cho lưu hành rồi, nhưng mà một số hộ kinh doanh người ta vẫn chạy. Xe tự chế thì mức độ an toàn thì nó cũng không có. Theo chỉ thị số 46 ngày 9 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư liên tịch số 32 ngày 28 tháng 12 năm 2007 của ngành Công an, Bộ Giao thông Vận tải kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, cấm lưu hành đối với các loại xe tương tự xe tự chế. Tuy nhiên, sau gần 15 năm thực hiện nghị quyết 32, xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh vẫn ngang nhiên lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ, vẫn vô tư hoạt động. Xe ba gác tự chế là rất nguy hiểm mà nhà nước đã cấm rồi, mà một số xe vẫn lưu hành. Thứ nhất là chở cát, đá, rơi vãi ra, chở sắt, thép kéo dài thì là người tham gia giao thông đi đằng sau, rẽ ngang, rẽ dọc, rất là nguy hiểm. Để xử lý dứt điểm tình trạng xe công nông, xe tự chế hoạt động trên các tuyến giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng phải vào cuộc quyết liệt, đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của người dân trong thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng xe công nông, xe tự chế lưu thông trên các tuyến đường. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.